Yêu và Ký ức sẽ được tổ chức vào đêm 4 tháng 4 tại rạp Temple Trump ở gần Sony Center. Một đêm diễn duy nhất tại nước Đức. Tôi nói là đây có lẽ là cũng như là một cái tình cảm, một cái tâm nguyện của tôi dành với đối với anh Trung Quang. Đó là cái tình yêu mà tôi cũng nghĩ là có lẽ đây là cũng là một cái lần mà có lẽ là mình không dám nói gì cả, nhưng mà anh lớn tuổi rồi, liệu chừng đến một lúc mà mình có điều kiện thì mời anh đi một lần nữa có được hay không, thì tôi nghĩ là cũng khá khó, và cho nên là tôi quyết tâm và cố gắng mời anh Phú Quang là người sẽ là linh hồn của cái phần đêm diễn đầu tiên ở đây. Tất cả những cái bài hát đấy sẽ là những bài hát tình yêu và ký ức, những cái sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang, kể cả phần múa cũng như là biểu diễn thời trang áo dài lúc đấy phục vụ cho cái chương trình về Hà Nội, về thủ đô Hà Nội, về trái tim của đất nước Việt Nam. Tôi cho rằng là tôi rất mong rằng các quý vị sẽ đón nhận. Bên cạnh đấy thì tôi cũng xin giới thiệu là một cái nhân vật rất là nổi tiếng khác ở Việt Nam và cũng sẽ xuất hiện và cũng là một cái điểm nhấn trong cái đêm hôm nay, đó là nhà thiết kế Tú Đức Hùng. Đây là một nhà thiết kế rất là có tên tuổi ở Việt Nam, và lần này khi đến với cái chương trình này thì ông sẽ mang gần 100 cái bộ trang phục áo dài Việt Nam. Đấy là những thiết kế đặc biệt của ông vừa qua ba cái bộ sưu tập khác nhau. Nhà thiết kế Bùi Minh Hùng thì sẽ là cái người chịu trách nhiệm về phần là kết hợp của phần người mẫu, phần thời trang, làm sao cho nó hài hòa với cái chương trình tổng thể của anh Phú Quang. Các ca sĩ thì như là anh Hùng đã nói, có Hồng Nhung, có Tấn Minh, có Hương Tràm, có Pha Lê, có nghệ sĩ sắc xôn Trần Mạnh Tuấn. Ở đây thì tôi muốn nói đến những nhân vật mà có lẽ là những người nổi tiếng thì chúng ta đều biết rồi, bởi vì đây là toàn là những cái thành phần mà sao rồi, cho nên ai cũng biết hết rồi. Thế nhưng mà riêng tôi muốn nhấn mạnh đến hai người ở đây, có lẽ chúng ta còn biết ít hơn một chút thôi, nhưng mà thực ra bây giờ họ đang rất là nổi tiếng. Thì thứ nhất ở đây là ca sĩ Hương Tràm, năm nay thì cô bước sang tuổi 19, và có lẽ là cô là một cái người Nghệ An, và cách đây 2 năm thì đã đoạt một cái giải rất lớn, là giải giải nhất của Idol Việt Nam. Nghĩa là cô chỉ là người khu tư, người Nghệ An, và phải nói là cũng được một cái lực lượng là những người khu tư cũng như là rất nhiều khán giả trên cả nước mến mộ, bởi vì giọng hát rất là tuyệt vời. Cô có thể hát những dòng hát là nhạc mang đậm chất dân ca cũng được, và cô cũng có thể hát những cái bài hát nhạc nhẹ mới. Đấy là cái đặc rất đặc biệt, và tôi nghĩ là cái này là không những chúng ta mà đặc biệt là các bạn trẻ rất là rất thích Hương Tràm. Chính vì vậy chúng tôi đã thế còn Pha Lê thì các quý vị đã biết là xuất thân từ một cái người mẫu và là một cái cô dẫn chương trình. Tuy nhiên trong lần này thì nhiệm vụ chính của Pha Lê cũng sẽ là dẫn chương trình và sẽ tham gia biểu diễn thời trang. Đấy, nhưng mà một cái nữa tôi muốn nói đến là Pha Lê trong những năm vừa rồi thì lại bỏ thời trang và chuyển sang là trở thành một ca sĩ, và cũng được báo chí nói rất nhiều, không những là về sự thành công mà về cả scandal trong cuộc đời riêng nữa chẳng hạn. Hình như là cô đây hồi xưa đã từng là cái người yêu của cái cầu thủ bóng đá rất nổi tiếng Phúc Vinh, nhưng mà cái đặc biệt đấy là cô yêu hát được cho các bạn trẻ cái nhạc bê mít, nhạc mà có tiết tấu mạnh nhanh và sôi nổi để cho các bạn trẻ rất là yêu thích. Trong cái thành phần ở đây thì các quý vị đã nhìn thấy là nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn thì là cũng lại quá quen thuộc và rất nhiều người yêu mến cái tiếng kèn Trần Mạnh Tuấn. Và Trần Mạnh Tuấn thì bây giờ đúng là như là mọi người biết, đó là một cái nghệ sĩ kèn số 1 ở đất nước Việt Nam, và phải nói là đi diễn rất nhiều nơi trên thế giới. Và lần quay lại lần này thì anh ấy sẽ mang những tác phẩm mới nhất của anh ấy. Ngày xưa anh sang đây chỉ mang 2-3 kèn thôi, nhưng trong lần này thì xin quý vị sẽ chờ đón Trần Mạnh Tuấn mang sang độ khoảng 10 các loại nhạc cụ khác nhau, trong đấy có độ khoảng 7 nhạc cụ là tất cả là những cái loại nhạc cụ dân tộc mà khó nhất và chúng ta chỉ thường nhìn thấy của các dân tộc khác nhau trên đất nước Việt Nam chúng ta. Thế mà ở đây thì có hai cái cô nhìn trông cũng rất là xinh đẹp ở đây, thì đó là có Hoa Khôi Thể Thao năm 2012 Hà Giang, thì đây là cô này, và một Á hậu thế giới thì Việt Nam 2014 Hà Giang, thì là đây là cô đứng ở bên góc bên này. Đây là hai cái người mà là sẽ là thành phần cốt cán chính để làm tham gia chương trình biểu diễn thời trang Việt Nam, cùng với chúng tôi đang cố gắng làm để tuyển thêm 20 cháu, trong đây có 15 nữ và 5 nam để tham gia
tập và biểu diễn cùng các nghệ sĩ này về trong chương trình Thời Trang. Hiện giờ chúng ta đã quyết định là chỉ còn lại hai đêm biểu diễn duy nhất, đó là Berlin và Praha. Giảng Arena là một cái giảng mà ngồi chứa khoảng 5.000 người, nó cũng rất là sang trọng và rất là đẹp. Tôi hy vọng rằng tất cả những cái điều kiện, những cơ sở vật chất để tổ chức đêm diễn sẽ làm hài lòng các quý vị khán giả. Các quý vị có thể mua vé và liên hệ với công ty chúng tôi để mà có cái mua vé. Và tôi cũng rất mong muốn rằng là các quý vị hết sức chúng tôi để truyền tải thông tin đến để cho mọi người cùng biết. Để chính cái sự mua vé trước cũng là một cái mà giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Như anh Quang nói, tôi làm được cái nghĩa cử không chỉ riêng với anh Quang mà với những nghệ sĩ Việt Nam, và tôi cũng cảm thấy an tâm và cảm thấy hạnh phúc khi tôi mang được cái chương trình nghệ thuật thật sự đến cộng đồng người Việt. Đấy là cái mong muốn của tôi, và cũng là thay cho lời kết thúc và cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi, và hy vọng rằng các anh các chị sẽ giúp chúng tôi để tổ chức thành công chương trình này. Thank you.